Nếu máy tính của bạn có RAM dưới 32 GB và dung lượng ổ cứng dưới 1 TB thì nó đã tụt hậu so với tiêu chuẩn phổ thông. Điều này không phải do tôi nói, mà theo khảo sát phần cứng mới nhất của Steam, dung lượng RAM và ổ cứng trung bình của người dùng trong 2 năm qua đã tăng mạnh. Tỷ lệ người chơi sử dụng RAM 32 GB đã tăng 13,73%, chiếm 47% tổng số PC, trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Trong khi đó, số người dùng có ổ cứng từ 1 TB trở lên cũng tăng 12,5%, chiếm 67% trong cộng đồng PC. Xu hướng này cũng gián tiếp chứng minh rằng giá chip nhờ trong 2 năm qua đã cải thiện đáng kể. Ổ cứng SSD đã hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ 1 GB bằng 4.000 đồng. Mặc dù giá hiện tại đã tăng nhẹ so với mức thấp nhất trước đây, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với thời kỳ Samsung độc quyền, gần như chỉ còn khoảng 2.000 1 GB. Giá chip nhờ RAM cũng giảm rõ rệt. Hiện nay, một thanh RAM DDR4 32 GB chỉ khoảng 1 triệu, còn DDR5 32 GB cũng chỉ khoảng 1,5 triệu. So với những chiếc card đồ họa có giá 10 triệu hay thậm chí 20-30 triệu, thì chi phí nâng cấp RAM và ổ cứng vẫn là rất nhỏ. Dù định luật Moore có chứng lại, thì điều đó cũng chẳng liên quan gì đến Enflux.